Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào học các câu giao tiếp tiếng Hàn căn bản dùng khi chỉ đường, tức là hướng dẫn chỉ đường cho ai đó. Kiran nè, có nghĩa là chỉ đường. Cụ thể chúng ta sẽ có những cái câu hướng dẫn khi mà các bạn muốn dùng để đi tàu điện ngầm hoặc là đi taxi hoặc là đi xe buýt. Trong tiếng Hàn sẽ là 지하철 là tàu điện ngầm, taxi là taxi hoặc là 버스 có nghĩa là xe buýt. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu nhé. Các bạn sẽ có 지하철, tàu điện ngầm. Chúng ta có thể có những cái câu hỏi và đáp như sau. 지하철역은 어디에 있죠? 지하철역은 어디에 있죠? Ga tàu điện ngầm ở đâu ạ? 지하철역은 어디에 있죠? Ga tàu điện ngầm ở đâu ạ? Các bạn sẽ có 지하철역. 지하철역 mang nghĩa là ga tàu điện ngầm. Các bạn cần chú ý về cách phát âm. Các bạn sẽ biến âm giống như là trong cái ngoặc màu xanh này. 지하철역, 철역. Các bạn sẽ biến âm. Thế thì 역 ở đây mang nghĩa là ga. 지하철 có nghĩa là tàu điện ngầm. Thế thì ga tàu điện ngầm sẽ là 지하철역 mang nghĩa là ga tàu điện ngầm. 어디 có nghĩa là đâu. 어디에 là ở đâu. 있다 là có, 있죠 ở đâu nhỉ. Từ 죠 sẽ là dạng viết gọn của 지요 ở đâu nhỉ, ở đâu ạ. Ga tàu điện ngầm ở đâu ạ? 지하철역은 어디에 있죠? Tiếp theo các bạn có thể hướng dẫn là 꽃장 가세요. 꽃장 가세요. 꽃장 가세요. Xin đi thẳng hoặc là hãy đi thẳng. Các bạn có từ 꽃장, 꽃장. Các bạn cũng cần chú ý về cách phát âm. Các bạn sẽ gấp đôi phụ âm trở lên. 꽃장 là thẳng. Thế thì 가세요 mà nghĩa là hãy đi. Hãy đi thẳng hoặc là xin đi thẳng. 꽃장 가세요. Xin đi thẳng hoặc là hãy đi thẳng. Tiếp theo 그 다음에 첫 번째 모퉁이에서 왼쪽으로 가세요. 그 다음에, 그 다음에 có nghĩa là sau đó 첫 번째 모퉁이에서 왼쪽으로 가세요. Sau đó ở góc đầu tiên rẽ trái hoặc là sau đó rẽ trái ở góc đầu tiên. Các bạn có 그 다음에 첫 번째 모퉁이에서 왼쪽으로 가세요. 그 다음에 có nghĩa là sau đó. 첫 번째 có nghĩa là đầu tiên. 모퉁이, 모퉁이 mà nghĩa là cái góc ấy. 에서 có nghĩa là ở. Ở cái góc đầu tiên thì 왼쪽, 왼쪽 mà nghĩa là bên trái. Còn 으로 các bạn hiểu là cái từ chỉ phương hướng mà nghĩa là theo hoặc là phía, tức là 가세요 là hãy đi về phía bên trái. Các bạn hiểu là hãy rẽ trái ở cái góc đầu tiên. 그 다음에 첫 번째 모퉁이에서 왼쪽으로 가세요. Sau đó ở góc đầu tiên rẽ trái, hoặc các bạn có thể đọc ngược là sau đó rẽ trái ở góc đầu tiên. Các bạn cần chú ý trong cái câu này, 첫 번째 có nghĩa là đầu tiên, 모퉁이 là cái góc, còn 왼쪽 là bên trái. 그것은 왼쪽에 있습니다. 그것은 왼쪽에 있습니다. 그것은 왼쪽에 있습니다. Nó ở phía bên trái. 그것은 왼쪽에 있습니다. Nó ở phía bên trái. Các bạn sẽ có 그것 là cái đó hoặc là nó. 왼쪽 bên trái. 뭐뭐에 있습니다 có nghĩa là có ở đâu đó. Cụ thể là 왼쪽에 있습니다. Cụ thể là có ở bên trái hoặc là ở bên trái, ở phía bên trái. 얼마나 멀죠? 얼마나 멀죠? Có xa không ạ? Hoặc là bao xa? 얼마나 멀죠? Có xa không ạ? 얼마나 là các bạn hiểu là hỏi về khoảng cách ấy, là bao nhiêu? 멀 trong từ 멀다 là xa. 건죠? Xa bao nhiêu nhỉ? Hoặc là có xa không ạ? 얼마나 멀죠? Xa bao xa ạ? Hoặc là có xa lắm không? Có xa không ạ?
걸어서 5분 걸립니다. 걸어서 5분 걸립니다. Mất khoảng 5 phút đi bộ. 걸어서 5분 걸립니다. Mất khoảng 5 phút đi bộ. Các bạn có 걸어서 mà nghĩa là đi bộ thì 5분 5 phút 걸립니다. Các bạn có 걸리다 mà nghĩa là mất. Thế thì 걸립니다 dạng đuôi câu kính ngữ 5분 걸립니다. 5 đi bộ thì mất 5 phút. 저랑 함께 가실래요? 저랑 함께 가실래요? 저랑 함께 가실래요? Anh đi cùng với tôi được không ạ? 저랑 함께 가실래요? Đi cùng với tôi được không ạ? 저랑 từ rằng ở đây gắn vào sau danh từ mà nghĩa là với, cùng với. Các bạn sẽ có từ 함께 mà nghĩa là cùng. 모모랑 함께 là cùng với, 저랑 함께 cùng với tôi, cùng với em. 가실래요? Các bạn có động từ 가다 là đi. Thế thì ở đây người nói đã thêm kính ngữ, thêm từ 시 vào, thêm kính ngữ trang trọng hơn thì sẽ là 가시다. Còn cái đuôi 리을래요 là một đuôi câu rủ rê. Đi với tôi được không? 저랑 함께 가실래요? Đi với tôi nhé, đi với tôi được không ạ? 당신은 어디로 가시나요? 당신은 어디로 가시나요? Anh định đi đâu? 당신은 어디로 가시나요? Anh đi đâu? Hoặc là anh định đi đâu? Các bạn có 당신 hỏi cho đối phương. 어디로 là đến phía nào hoặc là hướng nào. 가다 là đi. Ở đây thì thêm từ 시, kính ngữ. 가시나요? Và các bạn có từ 나요. Ở đây cũng là một hình thức đuôi câu hỏi nhẹ nhàng, tự nhiên, lịch sự. Giống như là đuôi yo ấy, nhưng mà na là một hình thức khác. Các bạn lưu ý rằng na yo là một đuôi câu hỏi nhá, chỉ dùng để hỏi thôi, một cách nhẹ nhàng lịch sự. 어디로 가시나요? Anh định đi đâu? 지하철로 가시는 게 나을 겁니다. 지하철로 가시는 게 나을 겁니다. Tốt hơn là anh nên đi bằng tàu điện ngầm. 지하철로 가시는 게 나을 겁니다. 지하철로 가시는 게 나을 겁니다. Tốt hơn là anh nên đi bằng tàu điện ngầm. Các bạn có 지하철로 가시다 là đi bằng tàu điện ngầm. Động từ bỏ ta gắn 는 게 mà nghĩa là cái việc gì đó, cụ thể là 지하철로 가시는 게, cái việc mà anh đi bằng tàu điện ngầm ấy thì 나을 겁니다 thì sẽ tốt hơn đấy. Các bạn có từ 낫다, 낫다 nó mang nghĩa là tốt hơn hoặc là khá hơn. Thế thì trường hợp này khi các bạn kết hợp với 을 겁니다 là một cái đuôi thì tương lai mang nghĩa là sẽ gì gì đó thì các bạn sẽ có 낫다, các bạn bỏ phụ âm sờ này đi và các bạn biến đổi thành 나으, trường hợp đặc biệt 나으, và các bạn sẽ thêm 리을 겁니다 vào gốc của động từ. Tốt hơn mang nghĩa là cái việc mà anh đi bằng tàu điện ngầm ấy thì sẽ tốt hơn đấy. Hoặc các bạn hiểu là tốt hơn là anh nên đi bằng tàu điện ngầm. 지하철로 가시는 게 나을 겁니다. Tiếp theo. 잠실까지는 얼마인가요? 잠실까지는 얼마인가요? Đến ga 잠실 thì mất bao nhiêu tiền hoặc là bao nhiêu tiền? 잠실까지는 얼마인가요? Các bạn sẽ có 잠실 có nghĩa là, các bạn hiểu là một cái địa điểm ga 잠실 ấy, khi mà nói về cái việc đi tàu điện ngầm thì các bạn sẽ có 잠실 là một địa điểm, một cái ga tàu. 까지 là đến, 잠실까지 mà nghĩa là đến 잠실 thì 얼마인가요? 얼마 có nghĩa là bao nhiêu đấy, 인가요? Các bạn có gốc của nó là 이다. 얼마예요? Các bạn có 얼마이다. Khi mà ở dạng câu hỏi các bạn vẫn có là 이다 chuyển thành 예요. 얼마예요? Có thể hỏi là 잠실까지는 얼마예요? Đến ga 잠실 thì hết bao nhiêu tiền? Còn ở đây các bạn sẽ có một cách hỏi với cách sử dụng với 니은가요? Cũng là một dạng đuôi câu hỏi lịch sự nhẹ nhàng. Các bạn bỏ ta đi gắn 니은가요? 니은가요? 얼마인가요? Bao nhiêu tiền?
hoặc các bạn cũng có thể dùng với yêu là 얼마예요? 얼마예요? 잠실까지는 얼마예요? �ao nhiêu ạ? À, đến ga 잠실. Đến 잠실 thì hết bao nhiêu tiền? 당신은 두 번 갈아 타야 해요. 당신은 두 번 갈아 타야 해요. Anh cần phải đổi tàu hai lần. 당신은 두 번 hai lần 갈아 타다. Các bạn có 갈아 타다 là đổi, tức là các bạn hiểu là đổi chuyến hoặc là đổi xe đổi tàu đấy. Còn động từ bỏ tá đi kết hợp với a hoặc là o hoặc là ya hoặc là do kết hợp với ya ha tà đấy. Xong rồi cộng với ya ha tà có nghĩa là phải hoặc là cần phải. 당신은 두 번 갈아 타야 해요. Anh cần phải đổi tàu hai lần. 두 번 hai lần. 방송을 잘 들으세요. 방송을 잘 들으세요. 방송을 잘 들으세요. Hãy lắng nghe thông báo trên phóng thanh. 방송, các bạn hiểu là cái đài phát thanh hoặc là phóng thanh đấy, loa phóng thanh. Chal có nghĩa là rõ. 들으세요. Các bạn có được gốc động từ nó là 듣다. 듣다 mang nghĩa là nghe, nhưng mà khi kết hợp với dạng đuôi câu mệnh lệnh là kết hợp với 으세요 hoặc là 세요 ấy, hãy làm cái gì gì đó, thì các bạn sẽ có 듣다 biến đổi cái phụ âm này thành riêng và kết hợp với 으세요. 방송을 잘 들으세요. Hãy lắng nghe hoặc là hãy nghe rõ thông báo trên phóng thanh. Thường ở trên các tàu điện ngầm thì vẫn có cái loa phóng thanh phát ra, ví dụ là gì nhỉ? Bây giờ là chuẩn bị đến trạm nào đó hoặc là đến điểm xuống nào đó, đúng không? Thì chúng ta cần phải lắng nghe để xuống đúng điểm. 1호선으로 가십시오. 1호선으로 가십시오. Hãy đi theo tuyến số 1. 1호선으로 가십시오. Hãy đi theo tuyến số 1. Bạn có 호선. 호선 đây mang nghĩa là tuyến, tuyến đường. Còn 1 mang nghĩa là 1. 1호선 mang nghĩa là cái tuyến số 1 đấy. 으로 mang nghĩa là theo, theo hướng. 가십시오. Các bạn có cái đuôi biếp 시오. 십시오 này. Ví dụ này là gì nhỉ? 가십시오 mang nghĩa là hãy đi. 1호선으로 가십시오. Hãy đi theo tuyến số 1. Nếu bạn nào ở bên Hàn rồi thì các bạn sẽ rất là rõ về cái việc đi tàu điện ngầm theo tuyến đường, tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3 chẳng hạn. Tiếp theo, 잠실에 가려면 어디서 갈아타나요? 잠실에 가려면 어디서 갈아타나요? Đi 잠실 thì phải đổi tàu ở đâu ạ? 잠실에 가려면 어디서 갈아타나요? 어디서 갈아타나요? Phải đổi tàu ở đâu nếu muốn đi đến 잠실? Các bạn có 잠실에 가다 là đi đến 잠실, còn 려면, 려면 mang nghĩa là nếu định hoặc là nếu muốn thì. Thế thì trong câu này sẽ là gì nhỉ? 잠실에 가려면 có nghĩa là nếu muốn đi đến 잠실 thì 어디서 ở đâu 갈아타나요? Phải đổi ở đâu? Các bạn có 갈아타다 là đổi tàu là đổi chuyến, 나요 vừa rồi mình đã giải thích một hình thức đưa câu hỏi nhẹ nhàng lịch sự, động từ các bạn chỉ cần bỏ tà đi và gắn 나요 vào gốc của động từ. 어디서 갈아타나요? Hoặc các bạn quen dùng thì có thể dùng với 요, bỏ không sử dụng với 나 sẽ là gì nhỉ? 어디서 갈아타요? 어디서 갈아타요? Hoặc 어디서 갈아타나요? Tôi phải ở đổi tàu ở đâu nếu mà muốn đi 잠실. Ở đây các bạn có động từ bỏ tà đi, động từ kết thúc bằng nguyên âm thì sẽ gắn với 려면 mà nghĩa là nếu muốn hoặc là nếu định, còn động từ kết thúc bằng phụ âm thì sẽ gắn với 으려면. Các bạn ghi nhớ. Tiếp theo một câu hướng dẫn. 서울역에서 이 호선으로 갈아타세요. 서울역에서 이 호선으로 갈아타세요. Nên đổi sang đường số 2 tại ga Seoul. Hoặc là hãy đổi sang cái tuyến đường số 2 tại ga Seoul. Các bạn có 서울역에서 이 호선으로 갈아타세요.
서울역. Phát âm là 서울역. Phát âm dùng âm L. 서울역 có nghĩa là ga Seoul. 에서 ở 2호선 có nghĩa là cái tuyến số 2 hoặc là tuyến đường số 2. 으로 có nghĩa là sang hoặc là theo. Theo cái tuyến số 2 hoặc là sang cái tuyến số 2. 갈아타다 là đổi. Có nghĩa là gì nhỉ? Hãy đổi xe vô là hãy đổi sang cái tuyến số 2 tại ga Seoul. 서울역에서 2호선으로 갈아타세요. Tiếp theo chúng ta có một cái chủ đề nữa, đó là những cái câu chỉ dẫn khi đi taxi, taxi. Thực chất thì mình đã có một cái video riêng hướng dẫn các bạn cách giao tiếp cơ bản khi các bạn đi taxi rồi. Thì video này sẽ tóm gọn hơn một chút. Còn nếu mà muốn xem chi tiết về cái việc mà đi taxi thì các bạn có thể tìm xem lại một cái video cũng ở gần đây thôi. Mình mới up trong thời gian gần đây. Các bạn có thể tìm lại xem nhé. Chúng ta có taxi là taxi. Các bạn có câu hỏi như sau. 어디로 가시죠? 어디로 가시죠? Hoặc là 어디로 가시죠? Anh muốn đi đâu? Hoặc là quý khách đi đâu ạ? Cái câu này các bạn có thể rất là quen khi mà tài xế hỏi các bạn. 어디로 가시죠? Có nghĩa là đi đâu nhỉ? Bạn đi đến đâu? Hoặc là anh muốn đi đâu? 울산역까지 갑시다. 울산역까지 갑시다. Cho tôi đến ga Ulsan. Các bạn có Ulsan. Ulsan là tên một địa danh, còn nhọc là ga Ulsan역. Ulsan역 mà nghĩa là ga sau ga Ulsan. Còn kaji là đến. Các bạn có momo eso, momo kaji là từ đâu đến đâu. Thế thì cái từ kaji này các bạn hiểu là mang nghĩa là đến, gần sau cái danh từ chỉ địa điểm. Gapsida có nghĩa là gì nhỉ? Hãy hoặc là chúng ta hãy đi đến ga Ulsan. Các bạn cần chú ý Ulsan gấp đôi phụ âm sờ Ulsan. Ulsan역, Ulsan역 mang nghĩa là ga Ulsan. Kaji là đến. Các bạn hiểu cái từ kaji này mang nghĩa là đến. Còn từ ka tả là ô tả cũng mang nghĩa là đến hay là đi đến. Tuy nhiên kaji này nó chỉ cái khoảng cách, ví dụ là từ nhà đến trường. Còn cái ka tả này nó là động từ, nó chỉ là cái sự đi đến đâu đó. Còn cái từ kaji này nó chỉ khoảng cách nhé. 울산역까지 갑시다 có nghĩa là gì nhỉ? Chúng ta hãy đi đến ga Ulsan. Các bạn có cái đuôi biup chỉ đà này là một cái đuôi câu đề nghị rủ rê, cả người nói và người nghe cùng thực hiện. Thế thì khi mà dịch, các bạn có thể dịch là gì nhỉ? Chúng ta đi đến ga Ulsan đi, hoặc là gì nhỉ? Cho tôi đến ga Ulsan. Tiếp theo, 시간이 얼마나 걸리죠? 시간이 얼마나 걸리죠? Mất bao lâu ạ? 시간이 얼마나 걸리죠? Mất bao lâu? Mất bao lâu ạ? Mất bao lâu nhỉ? 시간 có nghĩa thời gian. 얼마나 là bao lâu. 걸리다. 걸리다 mà nghĩa là mất. 시간이 걸리다 là mất thời gian. Hỏi về việc mất thời gian bao lâu thì các bạn nhớ luôn đến từ 얼마나. 얼마나 걸려요? Mất bao lâu. Hoặc các bạn dùng với 죠? Mất bao lâu nhỉ? 약 30분 걸려요. 약 30분 걸려요. Mất khoảng 30 phút. 약 mất nghĩa là gì? Khoảng hoặc chừng. 30분 có nghĩa là 30 phút. 걸려요. 걸려요. Mất. 약 30분 걸려요. Mất khoảng hoặc là mất chừng, mất độ 30 phút. 그곳까지는 얼마죠? 그곳까지는 얼마죠? Đến chỗ ấy giá bao nhiêu ạ? Các bạn có 얼마 là bao nhiêu, 얼마죠? Bao nhiêu nhỉ, bao nhiêu ạ ạ. 그곳 là chỗ ấy, 까지 là đến. 그곳까지는 얼마죠? 그곳까지는 얼마죠? Đến chỗ ấy thì giá bao nhiêu ạ? 제 생각에 대략 5,000원 나올 것 같아요. 제 생각에 대략 5,000원 나올 것 같아요. Tôi án chừng khoảng 5.000 won. Hoặc là theo suy nghĩ của tôi thì áng áng hoặc là chừng khoảng 5.000 won.
제 생각에 대략 5,000원 나올 것 같아요. 그러니까 대략만 nghĩa là chừng, áng chừng, đại khái, chung chung, 5,000원 có nghĩa là 5.000 won, 천 có nghĩa là nghìn, các bạn có 5,000원 là 5.000 won, 나올 것 같아요. Cái đuôi riêng các bạn có nào ta? Thường khi nói về số tiền ấy, ví dụ là gì nhỉ? 5,000원 nào ta mang nghĩa là gì nhỉ? Các bạn hiểu là mất khoảng 5.000 won hoặc là sẽ phải trả 5.000 won thì người ta hay dùng với từ nào ta khi nói về số tiền phí ga, phí điện hoặc là phí đi lại các thứ. Thì hay dùng với số tiền cộng với nào ta. Còn riêng có cả thẻo nó mang nghĩa là một cái đuôi câu dự đoán, có nghĩa là gì nhỉ? Có vẻ hoặc là hình như là. Hình như là theo suy nghĩ của tôi thì hình như là chừng 5.000 won thì tức là một cái đuôi câu này, những cái từ trong câu này ví dụ là chê sen ca kề mà nghĩa là theo suy nghĩ của tôi này, thế đó mà nghĩa là chừng áng chừng, còn riêng có cặp thayo thì nó mang nghĩa là hình như là, tức là những cái từ này nó đều là chỉ ra một cái đáp án không rõ ràng, không chắc chắn, tức là chỉ theo cái suy nghĩ chủ quan của tôi thôi. Theo cái suy nghĩ của tôi thì chừng khoảng hình như là mất khoảng 5.000 won đó. 빨리 갑시다. 빨리 갑시다. Chúng ta hãy đi nhanh lên. 빨리 갑시다. Chúng ta hãy đi nhanh lên. Các bạn có 빨리 đứng đằng trước của động từ mà nghĩa là nhanh, ví dụ là 빨리 먹어요, ăn nhanh lên, hoặc là 빨리 하세요, hãy làm nhanh lên. Còn đây là 빨리 가세요, hãy đi nhanh lên. Còn trong câu này các bạn sử dụng với 비읍시다, một dạng đuôi câu đề nghị rủ rê, cả người nói và người nghe cùng thực hiện. Chúng ta hãy đi nhanh lên. 빨리 갑시다. 다 왔습니다. 다 왔습니다. Đến nơi rồi. 다 왔습니다. Đến nơi rồi. Thường khi mà các bạn đến địa điểm, tài xế sẽ nói là gì nhỉ? 다 왔습니다. Đến nơi rồi, đến nơi rồi ạ. À. 당신의 요금이 미터기에 나와 있습니다. 당신의 요금이 미터기에 나와 있습니다. Số tiền anh phải trả hiện trên đồng hồ đo. Bạn có 당신의 요금. 당신의 요금 có nghĩa là cái phí của anh ấy. 요금 là cái tiền phí. 당신의 từ ư ở đây. Nó là một từ mang tính chất là sở hữu số tiền của anh hoặc là cái đồng hồ của anh hoặc là trường học của anh, thì những cái từ như thế, từ ư này khi mà mang nghĩa sở hữu sẽ được phát âm thành i, thằng xin thật được phát âm thành e, xin lỗi các bạn, phát âm thành e, thằng xin nè yô cùm, phát âm thành e nhá, thằng xin nè yô cùm có nghĩa là cái số tiền phí của anh ấy, số tiền đi xe ấy. Mì tho kỳ mà nghĩa là cái đồng hồ đo, có thể là đồng hồ đo điện, đồng hồ đo nước hoặc là đồng hồ đo cái tiền ở trên xe taxi. Nào a có nghĩa là đang hiển thị. Bạn hiểu là đang hiển thị ở trên cái đồng hồ đo đấy. Ví dụ là gì nhỉ? Yo kumi olmaeyo. Tiền phí là bao nhiêu ạ? À? Chúng ta hỏi người lái xe taxi. Thế thì người ta sẽ trả lời rằng Yo kumi mitogie nawa isumnida. Cái tiền phí thì đang hiển thị ở trên đồng hồ đo đấy, tức là anh phải trả cái số tiền theo trên đồng hồ đo. Tiếp theo chúng ta chuyển sang cái nội dung thứ ba, đó là những cái câu chỉ dẫn, câu hỏi đáp khi mà chúng ta đi trên xe buýt, post xe buýt. Thế thì các bạn hãy theo dõi nhé. 명동에 가려면 어느 버스를 타야 하죠? 명동에 가려면 어느 버스를 타야 하죠? Xe buýt đi đến Myeongdong là xe số mấy ạ? À? Hoặc là tôi muốn đi đến Myeongdong thì phải đi xe buýt nào? Các bạn có 명동에 가려면 어느 버스를 타야 하죠? Hoặc 타야 하죠? Có nghĩa là phải lên xe buýt nào? Nếu mà muốn đến Myeongdong, các bạn sẽ dịch sát nghĩa nhé. Myeongdong-e gada là đi đến Myeongdong. Ryeomyeon mà nghĩa là nếu muốn hoặc là nếu định. Nếu định đến Myeongdong thì 어느 có nghĩa là nào, 버스 xe buýt, 어느 버스 là xe buýt nào, 타다 động từ 타다 là lên.
tức là phải lên xe buýt nào. 야하다, các bạn có 야하다. Động từ chia theo đuôi a hoặc là o hoặc là yo kết hợp với 야하다 mà nghĩa là phải. Các bạn có thể bỏ tà đi và gắn trước, phải lên xe buýt số bao nhiêu nhỉ? Hoặc các bạn cũng có thể dịch theo cái văn phong là gì nhỉ? Xe buýt đi đến Myeongdong là xe số mấy ạ? Hoặc nếu mà dịch sát nghĩa sẽ là gì nhỉ? Nếu mà tôi muốn đi đến Myeongdong thì tôi phải lên xe buýt nào? Tiếp theo, hoặc các bạn có thể nói một câu là 저는 Myeongdong에 갑니다. 저는 Myeongdong에 갑니다. Tôi đi đến Myeongdong. 저는 Myeongdong에 갑니다. Tôi đi đến Myeongdong. Và khi đó thì sẽ hỏi là muốn đến Myeongdong thì phải đi xe buýt nào? Các bạn có thể lộn ngược hai câu này lại nhé. Đầu tiên là 저는 Myeongdong에 갑니다. Tôi đi Myeongdong. Và sau đó là gì nhỉ? Myeongdong에 가려면 어느 버스를 타야 하지요? Xe buýt đi đến Myeongdong là xe số mấy ạ? Tiếp theo, có thể nghe chỉ dẫn là 88번 버스를 타면 됩니다. 88번 버스를 타면 됩니다. Anh lên xe số 88 là được. Các bạn có 88번 버스를 타면 됩니다. Có nghĩa là anh lên xe số 88. Các bạn có 88, 8, 8 là 8. 8, còn 10 sẽ là, tức là 10 đấy các bạn sẽ có là 10. 88. 80 là 80. Thế thì 88 thì các bạn lại lặp lại số 8 sẽ là 88. 88번 버스를 88번 버스를 타면 됩니다. 번 có nghĩa là số. 88번. 88번 là xe số 88. 버스 là xe buýt. 타면 됩니다. Các bạn có động từ kết hợp với 면 됩니다 mà nghĩa là nếu mà làm cái gì đó là được. Trong câu này các bạn sẽ dịch là gì nhỉ? Anh lên xe số 88 là được. 건너서 타셔야 하는데요. 건너서 타셔야 하는데요. Anh phải sang đường rồi lên xe. Hoặc là anh phải lên xe ở bên kia đường. 건너서 타셔야 하는데요. 건너서 타셔야 하는데요. Anh phải sang đường rồi lên xe. Các bạn có từ 건너다 mà nghĩa là sang đường, sang. Thế thì bỏ tà để gắn so. Nó là một cái từ dùng để nối tiếp hai hành động, mang nghĩa là rồi, sang đường rồi. 타셔야 하는데요, rồi phải lên, lên xe. Các bạn có động từ 타다 đây, tức là lên. Trong trường hợp là lên xe đấy, lên xe buýt hoặc là lên taxi gì đó. Ở đây người nào đã thêm từ 시 là một từ kính ngữ trang trọng hơn. Và các bạn có cái cấu trúc phải làm cái gì đó, động từ sẽ chia theo đuôi a hoặc là o hoặc là 하다 chuyển thành 해, tức là do đấy. Sau đó là kết hợp với 야하다 mang nghĩa là phải làm cái gì đó. Thế thì trong trường hợp này các bạn có cái từ 타시다 là lên xe đấy. Thì nó có từ y, nguyên âm y kết thúc là một nguyên âm y thì các bạn sẽ thêm o ở đây. Sẽ là 타셔야 하다. Thế thì y và o người ta sẽ viết gọn lại thành quy nguyên âm là do. Thế thì sẽ biết là 타셔야 하는데요. Còn động từ bỏ tà gắn 는데요. Chúng ta có thể nói là 하는데요 hoặc là 타셔야 합니다 hoặc là 타셔야 해요 cũng được, hoặc là kết thúc với 는데요 cũng rất là nhẹ nhàng, vẫn rất là lịch sự. Tiếp theo, 요금을 넣어주세요. 요금을 넣어주세요. Xin bỏ tiền vào. Tức là các bạn hiểu là trên xe buýt, nếu các bạn đi xe buýt thì thường đối với những người đã quen rồi thì người ta sẽ quẹt thẻ đúng không, mua thẻ. Còn khi ví dụ như trong trường hợp này chúng ta hỏi đường, tất nhiên là chúng ta là những người chưa rõ đường lắm. Và thường là những lần đầu tiên ấy, thì chúng ta đi thì chúng ta chưa có thẻ đúng không? Chúng ta phải dùng tiền mặt hoặc là đồng xu. Thế thì chúng ta sẽ sử dụng là gì nhỉ? Phải bỏ tiền vào trong cái hòm. Khi chúng ta bước lên xe chúng ta phải nhét tiền vào, cái tiền phí đi đường nhét vào. Thì có thể là các bạn sẽ được nghe cái câu là 요금을 넣어주세요. Xin hãy bỏ tiền vào. 요금 là cái tiền phí. Các bạn có từ 넣다, động từ 넣다 là bỏ vào. Thế thì động từ kết hợp với
o hoặc là a kết hợp với 주세요 mà nghĩa là hãy làm cái gì đó cho tôi, cụ thể là xin hãy bỏ tiền vào giúp tôi, hoặc các bạn dùng một cách đơn giản là xin hãy bỏ tiền vào, xin bỏ tiền vào. 요금을 넣어주세요. 꼭 잡으세요. 꼭 잡으세요. Xin vịn tay thật chặt hoặc là xin hãy giữ chặt đấy. Các bạn sẽ có từ 꼭 là nhất định. Còn 잡다, 잡다 mà nghĩa là cầm nắm. Hoặc là các bạn hiểu là vịn. Thường lên xe nếu mà không có chỗ ngồi, chúng ta sẽ phải nắm tay vào những cái thanh vịn ở bên trên đúng không? Thì khi đó thì sẽ có cái câu là 꼭 잡으세요. Xin hãy nắm thật chặt hoặc là xin hãy vịn tay thật chặt. 그곳에 도착하면 가르쳐 주시겠어요? 그곳에 도착하면 가르쳐 주시겠어요? Đến chỗ ấy thì xin báo cho tôi biết với nhé. 그곳에 도착하면 가르쳐 주시겠어요? Đến chỗ ấy thì xin báo cho tôi với nhé. Các bạn có 그곳 là cái chỗ đó, chỗ ấy. 도착하다 là đến nơi. Các bạn sẽ có là 그곳에 도착하다 là đến chỗ đó. Còn 면 mà nghĩa là nếu thì, động từ bỏ tà gắn 면 vào mà nghĩa là nếu thì. Nếu mà đến chỗ đó thì 가르쳐 주시다 là chỉ dạy cho hoặc là bảo cho hoặc là cho biết. 겠어요? Các bạn hiểu đây là một câu đang nhờ vả một cách rất là lịch sự. Có nghĩa là gì nhỉ? Nếu mà đến chỗ ấy thì vui lòng cho tôi biết được không? 가르쳐 주시다 là cho biết. Hoặc là các bạn hiểu là báo cho tôi với nhé. 그곳에 도착하면 가르쳐 주시겠어요? Đến chỗ ấy thì xin báo cho tôi với nhé, hoặc là xin báo cho tôi biết với nhé. 아직 명동이 아닌가요? 아직 명동이 아닌가요? Vẫn chưa đến Myeongdong à? Hoặc là vẫn chưa đến Myeongdong ạ? 아직 명동이 아닌가요? Vẫn chưa đến Myeongdong à? Các bạn có từ Myeongdong, tên địa danh. 아직 아니다. Gốc là 아니다 là không phải. 아니다 là không phải. Thế thì 아직 아니다 mà nghĩa là vẫn không phải. Vẫn không phải là Myeongdong à? Các bạn hiểu là vẫn chưa đến Myeongdong à? 닌가요? Dạng được câu hỏi lịch sự nhẹ nhàng. 아직 명동이 아닌가요? 여기 내리셔야 합니다. 여기 내리셔야 합니다. Đến chỗ anh phải xuống rồi, hoặc là anh phải xuống ở đây rồi. 여기 내리셔야 합니다. Đến chỗ anh phải xuống rồi. Các bạn có 여기 là ở đây. 내리다, động từ 내리다 là xuống. 여기 내리다 là xuống ở đây. Còn từ 시 được thêm vào. Kính ngữ trang trọng 내리시다 là xuống. Còn phải xuống các bạn sẽ chia đuôi câu kết hợp với 야 합니다. 여기 내리셔야 합니다. Anh phải xuống ở đây, hoặc là đến chỗ anh phải xuống rồi. Như vậy chúng ta vừa cùng nhau đi vào học cách nói, cách hỏi đáp những cái câu hết sức căn bản khi các bạn muốn đi tàu điện ngầm, 지하철, muốn đi taxi, taxi, hoặc là các bạn muốn đi xe buýt, 버스. Hy vọng rằng những chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có thể tự tin hơn trong quá trình giao tiếp, đặc biệt là khi mà các bạn còn bỡ ngỡ ở đất nước Hàn Quốc khi mới đặt chân sang, mọi thứ đều đang rất là lạ lẫm. Thì những cái chia sẻ này mong rằng sẽ giúp các bạn có thể dễ dàng hơn trong quá trình sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. 여러분, 감사합니다.